Bây giờ là 10 giờ tối, em vừa chốt được một em Sorento 2022. Mới chỉ chạy có 1.000 cái số thôi anh chị. Bản full xăng Signature, bản cao cấp nhất. Màu trắng ha, xe cực kỳ đẹp luôn. Để em đều vòng tổng thể cho anh chị xem. Đó, hai cầu máy xăng. Bản cao cấp nhất của máy xăng. Đó. Công nghệ ngập tràn luôn. 7 chỗ ngồi nha anh chị. Đó, xe có cấp điện ni lông còn đầy xe luôn. Đó, ni lông nè. À, anh chị nào muốn mua xe mới thì em này thì quá hoàn hảo luôn. Tiết kiệm được một mớ tiền. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh. Đây, ni lông nè. Đó. Xe này không khác gì xe mới hết. Đây nè. Mới lấy ra từ hãng chỉ có 10 ngày thôi. Mới lấy ra có 10 ngày thôi anh chị. Đó. Kẹt tiền là mang bán lại cho em. Đây, ni lông nè. Đó, bán đi Signature có nhớ ghế ha. Đây, ni lông. Đó, ni lông nè. Xe này thì không khác gì xe mới hết. Quá đẹp luôn. Lần đầu tiên mua được con xe Sorento mới như vậy. Đó. Này anh chị nhìn nè. Trời ơi, quá đẹp luôn. Con này option miên man luôn anh chị. Mấy cái trắng trắng này là ni lông hết á nha. Đó, trắng trắng này là ni lông hết luôn á. Đây nè. Đó, mới chạy có 1.000 cây số thôi, em đang nổ máy đó. Máy nổ với nó là thì thầm luôn. Quá đẹp luôn. Rồi. Quá êm, quá êm. Sorento là công nghệ ngập tràn. Một bầu trời công nghệ. Đó. Phần máy cho anh chị xem. Đó. Đây, ni lông này. Ni lông này ta chưa lột này. Đây, ni lông nè. Đó, nói chung anh chị nào muốn mua xe mới mà tiết kiệm 100 mấy chục triệu thì em này đây. Đó. Mới chạy 1.000 cây số mà đã 2022 nữa nha anh chị. Mới lấy cà vẹt có 10 mấy ngày thôi. Quá mới luôn. Đó. Rồi anh chị xem kết xe này alo em nha.